Hello, xin chào mọi người. Đây là anh em mình đây. Tại chuyên mục đi dọn dẹp những căn nhà hoang. Hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục hành trình dọn dẹp một căn nhà hoang như trong video mọi người thấy. Dây leo và cây phối phủ kín căn nhà. Đây là khung cảnh bên ngoài của bên ngoài gì vào ngôi nhà. Lối ra đằng sau của ngôi nhà, mình không thể đi vào rừng kia được tại vì nó quá rậm rạp. Rất là rậm rạp. Những cây gai góc. Khi về mình có hỏi cái cô đối diện đây thì cô nói là cô là chủ ngôi nhà, là em gái của cô đó. Mà giờ cô đó cô đi về Bắc rồi. Mà hôm nay mình lên mình làm việc thì không có gặp được cô đó ở nhà. Oh,
Thank you.
Oh,
mưa mọi người ạ. À, mình đang làm thì gặp trời mưa. Người không sợ mà sợ cái máy. Và một nửa mây lác đác không mưa. Bên này trắng đó. Bên này thì trắng không mưa. Anh chàng bóc bồ của mình đây. Đang phát hang say thì chập chờn mưa. Chạy lẹ. Sau khi hết mưa thì mình sẽ tiếp tục video sau nhé. Một buổi chiều anh em mình chạy mưa 3-4 lần vậy. Cái mưa chưa được 5 phút lại nắng lại ra làm lúc giờ lại mưa nữa, giờ là mưa thật. Thôi hết mưa rồi đó. Ừ, mưa chập chờn chập chờn. Mưa chập chờn nó coi khó chịu. À, khó chịu lắm trời mưa. À, tắt nước vậy cho nó xong. Thế rồi phá ra đây rồi đi quay thôi. Giờ còn đi khắp nơi hết. Chỗ nào mà có nhà hoang, công ty cỏ hoang mà cỏ rác bùng tùm là tụi con làm hết. Khả năng là khi mình phát tới cái bụi này mình phải chừa em nó lại. Phát chung quanh và chừa cái bụi có tổ chim nó lắm. Oh,
chào Thanh ơi. Cái máy nó như nhận diện khuôn mặt. Không. Nó không nhận diện khuôn mặt Thanh. Hả? Ở khoảng không.
Phát hôm qua vừa lấy củi được rồi. Dạ. Bữa anh định lên mới phát còn phát quá, hù ám quá. Ê cái rừng. Bữa đến anh lên đi rồi, kêu ba thằng bảo dọn. Tôi nhanh nhanh chút lắm. Ừ. Lại thằng bạn hồi xưa giờ. Có cái máy quay nữa hả? Dạ. Quay là quay gì? Quay dựng tích hay quay gì đây? Không, quay phim đó. À, hay là mình review à? Cái này bao nhiêu tiền? Hả? Đủ đi đem lên núi làm quay được. Núi quay ở Trường Lâm nó bắt. Làm gì bắt? Coi mấy nó đi làm sinh tồn á. Mày rảy rừng mình nái cho nó một thằng nó bắt. Thì lại của chú đi đâu mày lên mình ưng quay làm gì làm. Ai dám ra hái hết vô. Người ta thu âm tiếng luôn nha. Dạ. Thu âm tiếng luôn nha. Sao? Thì đang thu tiếng luôn nha. Dạ, có. Tính mình bắt. Dùng cái mưa. Cái mỏ nó dai. Ừ, trong
lên lấy nước. Nè. Để ăn đi. Để ăn đi. Ui, cái khói nó chưa hết này. Mọi người đi coi cái cây mặc áo lưới. Làm vào đây luôn. Đó thấy chưa? Cái cây cũng biết mặc tách lưới, áo lưới này kìa. Này xíu đó chắc mình cưa ngang gốc thôi. Cái này sao mà gỡ? Cưa luôn. Cưa luôn. Máy nào? Khói mù mịt. Nhanh nhá. Dạ. Cái cây đổ xuống một lớp như vậy. Đây. Lúc nãy nó là cái rừng rồi. Đó. Nghe mình chặt gần hết rồi. Ôi cây to này nữa này. Xí mình cưa luôn.
Chặt mỗi cành nó thôi thôi thôi. Ôm ra đây luôn nha.
gì đó. Xuống rồi đấy.